Một tài khoản đi tầng 3 được 6.672 điểm. Và đây là cách để mình vượt qua tầng 4 ao ảnh mùa mới. Xin chào mọi người, ao ảnh phiên bản 2.5 đã được cập nhật vài ngày. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến một tài khoản với dàn nhân vật chính xoay quanh Robin, Topaz và Ratio, một lab đang rất hot ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đó gần như là tất cả những gì tài khoản này có, khi chúng ta thậm chí còn không có cả Super Break hoặc là những nhân vật dồn sát thương đồng mục tiêu khỏe. Hai thứ cốt lõi các bạn rất cần khi đi ao ảnh vì thời gian dồn sát thương có giới hạn. Cực chẳng đã mình quyết định cầu đến hai nhân vật đang được đánh giá là rất yếu thời điểm hiện tại, đó chính là Blade và Z đi đối với nhau tầng trên. Lý do đầu tiên đến từ việc chiến kỹ của Z sẽ giúp cho mục tiêu được chọn tiêu HP mỗi khi tấn công. Điều này giúp việc tích stack của Blade nhanh gấp đôi khi với mỗi nhát chém, Blade sẽ được hưởng 2 stack. Trong khi Adventurine là một boss có số roll đánh lan gần như hoàn toàn, chỉ thi thoảng lắm thì mới có một phát đánh turn target mà thôi. Điều này giúp cho Blade lấy được thêm ít nhất 1 stack mỗi nhịp boss hoạt động và 2 stack trong điều kiện hoàn hảo, khiến cho việc mình chỉ cần build một Blade tổ nhanh khi chiến kỹ của Z đã cộng thêm 30 tốc độ và kẹp thêm Bononia Speed Tuning là có thể kích hoạt thiên phú của Blade mỗi 50 điểm hành động. Nhưng bài này mình đã chế lại một tí anh em ạ. Đây các bạn nhìn này, mình đã cân chỉnh speed để cho Blade sau khi được cộng tốc độ. Đây này các bạn nhìn không, 126 các bạn sẽ cộng thêm 30 đến từ Z, nên là mình sẽ hơn con Bologna một speed. Bởi vì điều đấy rất quan trọng, sau khi mà cộng xong thì mặc dù Blade của mình chém yếu nhưng mà mình chém liên tục. Combo này sẽ giúp cho mình vượt qua phây xúc sắc nhanh hơn và tiến sớm vào nhịp break với Adventurine. Thiếu đúng một tí anh em ạ, cày nhờ. Và rõ ràng lần này combo Z Blade đã khỏe hơn. Việc chúng ta sửa lại đôi giày anh em ạ, và anh em nhìn không, Switch được căn chỉnh rất chuẩn. Switch được căn chỉnh rất chuẩn. Căn chỉnh chuẩn quá. Một tám hai ba, lần đầu tiên các bạn ạ, lần đầu tiên chúng ta có mặt ở đây. Nào, mỗi lần Blade chém sẽ mất khoảng tầm 700. Yếu quá các bạn ạ. Phát này cũng kích hoạt được 5 trên 5. Kích hoạt được nhờ Z. May quá. Cũng kích hoạt được nhờ Z. Ủa Z lấy được 1 stack. Mình tiếp tục với combo thôi. 759 có thể cứu được anh em ơi, chúng ta có thể cứu được nhờ 759 có thể cứu được anh em ơi. Ok đi lại không, chúng ta sẽ sửa từ từ. 1763 mình nhận cần gì đến từ Blade. Nên nhớ là bài này đánh tầng kia sẽ nhanh hơn. Bởi vì bài này sinh ra để đánh đánh phê 2. Bài này sinh ra đánh phê 2 anh em ạ. Nào. Bài này sinh ra đánh phê 2. Bài này không sinh ra đánh phê 1. Okay.
Mình đang có hợp đồng nô lệ. Cay thật các bạn ạ. Đang hợp đồng nô lệ mới cay. Nào chúng ta chưa đến kích hoạt giết bộ. Chưa kích hoạt ạ. Không tệ lắm. Nhưng mà những cục kia sẽ chỉ mất nửa cây. Một. Nhờ có tinh hồn bài lưu một năm một tám bích này cứu được anh em ơi, bích này cứu được. Oh my god, gì vậy? Bao nhiêu người còn sót lại trên livestream của các bạn. Thế là bình thường khi mình livestream mình không để ý số người xem các bạn ạ. Mình có vẻ như chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Nào. Phát hành mỉm của cô bố rất chuẩn. Pháp tử trạng chúng ta sẽ làm nên lịch sử. Trừ một livestream cộng một video. Anh đến với em đây. Không gì có thể cản tôi không bạn ạ. Không gì có thể cản tôi. Các bạn nghĩ là chúng ta cần gì? Hay là kích hoạt Robin? されたいのか。市場がさ、長期間見据えるのが成功の秘訣。今こそ。
sợ sống như rơi. お仕置きされたいのか。行って、カブ。分かった。この歌声で勝率すべてが表明する。自信がある。最初の曲にはなるか。よく見せてくれ。 Hiểu bao nhiêu bạn ăn? Rất nhiều. Robin là nhân vật không tấn công, trong khi Thomas có thể hồi máu. Anh hiểu Thomas có thể tự động hồi máu. Nhưng vấn đề là những ta đánh bông hoa. Nếu bây giờ mình không đánh bông hoa thì mình sẽ không được hồi máu. Hoặc có một cách khác. Nhưng mà cách đấy thì sẽ tiêu tốn Calago. Và mình thì mình không thích điều đấy lắm. Nhưng mà có lẽ tầm này chúng ta phải sử dụng sức mạnh Calago. Bởi vì không đánh hoa thì không thắng được. Galago này còn không thiên phú các bạn ạ. Galago không thiên phú. Thì cái đều lựa chọn rất tệ. Nào, heo chọn đóa hoa rất tệ anh em ạ, rất tệ. Chúng ta sẽ đánh con này. Nên đẩy heo lên trước hoặc không, đang phân vân. Tẩy ba ba. Mình rất cần cường hóa heo. Không cường hóa heo mình không làm gì được. Mình sẽ giữ lại. Thứ hai là thằng giữ lại ulti. Nào, chúng ta cần Topaz. Mình cần hồi máu cho Robin. Nghe cái. Bình tĩnh. Không phục ra. Bình tĩnh. Không vội vàng. Bao nhiêu? 48 anh em ạ. Chúng ta cần gì? Mình đang cần hồi máu. Tức là chúng ta phải đánh láo một xíu các bạn ạ. Nhưng mà bông hoa này không hề tệ. Nhưng thực ra thì đánh hoa tăng đam. Quan trọng là đánh hoa tăng đam. Mình có bao nhiêu điểm? 1275. 1275. Các bạn thấy chúng ta đánh 5 bông hoa đấy.
đam rất là to luôn anh em ạ, đam cực kỳ to. Cái vấn đề các bạn đang nhìn thấy có vẻ như chúng ta cần phải đánh láo một xíu nhỉ. Cái bông hoa này không mất máu. Nào, mình sẽ hồi máu cho ai? Cơ hội cho ai? Topaz. Không phải đánh xong sẽ tự động cường hóa. Chúng ta cần gì các bạn? Heo luôn luôn đi trước. Chúng ta cần ulti để bóc bật. Chính cái ulti này được phết nhỉ? Robin phải trả giá đâu anh em ạ. Robin phải trả giá thôi. Hoặc không. Không các bạn ạ. Wow. Một tài khoản rất mệt mỏi anh em ạ. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua được. Không bao giờ được từ bỏ hy vọng. Không bao giờ được từ bỏ hy vọng. Đệ nhất kiếm sư của Shenzhou. Anh em đã vừa nhìn thấy quả bài Bononia Blade by Lu Z chưa ạ? Chém để chủ yếu break cái con Adventurine thôi. Chém để break là chủ yếu. Và gần như là bài Lu chỉ đứng im, không phải làm gì cả. Nói chung là bài này thì mình nghĩ là cũng là một bài khá dị hợm nhỉ. Bài này cũng là một bài khá dị họ anh em ạ. Bài này thì mình nghĩ là không cần yêu cầu gì đặc biệt, bởi vì bản chất Z đã là một con tạo chiến kỹ rồi, và Blade thì đã không hao chiến kỹ. Thành ra kể cả Bologna anh em có không có tinh hồn thì anh em vẫn khỏe, bởi vì anh em có cần chiến kỹ đâu. Bài này vận hành không cần chiến kỹ các bạn ạ. Bài lù thì toàn đánh tay, nên là các bạn có thể sử dụng bài này nếu mà các bạn đang có hai con nhân vật rắc rối nhất ở trong cái trò này, Z và Blade. Đôi khi rắc cộng rắc ra rác hoàng kim. Game này là game rác mà. Còn tầng dưới thì tầng dưới thì quá kinh khủng anh em ạ. Gallagher không nâng, anh em nhìn không, bình thường Gallagher có cái này anh em
chơi cực kỳ dễ. Nhưng mà các bạn đã phải thấy là tôi phải chơi một cái con Galaga, thậm chí là cái vết tích nó còn không mở.